Như vậy, hiện tại huấn luyện viên Khắc Hưng và Bảo Anh vẫn chưa tìm được mảnh ghép cuối cùng cho đội của mình và là cặp đôi duy nhất còn thiếu thí sinh vào lúc này. Tuy nhiên, xin chào tất cả quý vị khán giả. Lần đầu tiên tại chương trình The Voice Kids hết thí sinh mà huấn luyện viên vẫn chưa đủ thành viên. Thật đó. Trời, như nào? Xin mời giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương lên đây ạ. Rất là bất ngờ bởi vì Hương không có ý định là lên hình, đang làm công việc ở dưới kia. Có các bạn thí sinh nhỏ nào có đam mê ca hát muốn dự thi ngay vào lúc này không ạ? Giơ tay lên nhá. Ôi, rất nhiều các bạn trẻ giơ tay. Để cô chọn. Nhiều quá, nhiều quá. Ai giơ tay cao nhất nào? 2, 3. Ui giời, còn bé thế này nữa, anh bé em. À thôi, xem bé xíu nào này. Thử đây nào, bé xíu lên đây. Lên đây. Lên luôn à? Khó. Khó thật sự. Con hát bài gì? Dạ, con xin hát bài Nơi Ấy Con Tìm Về. À. Với sự lựa chọn bài hát này, giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã lập tức đưa Minh Chiến gặp nhạc sĩ ngoài xa để lấy tông và dựng bố cục bài. Là thí sinh tham gia bất ngờ ở phút cuối cùng, liệu khán giả nhí này có thể chinh phục được huấn luyện viên Khắc Hưng Bảo Anh hay không? Con đi đến đây với ai? Dạ con đi với bố mẹ. Tức là con đam mê âm nhạc, con đến xem thôi đúng không? Dạ. Bạn có thấy hôm nay tự nhiên mình có một cái niềm vui quá bất ngờ không? Dạ có. Tối nay có khi về mất ngủ ấy nhỉ? Con giới thiệu về mình đi. Dạ con tên là Minh Chiến.
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 11 tuổi. Trời, 11 tuổi. Và cô cũng rất là bất ngờ khi mà con lên đây mà con tự tin như thế. Hát cái piano thôi. Thôi, thế bây giờ là mình về mình chuẩn bị sức khỏe nhá. Là con là rất là đặc biệt so với chuẩn các bạn. Chuẩn bị chinh chiến cùng với cô chú. Dạ. Hay quá, bạn này hay. Cùng bé con xuống này. Hay. Với sự xuất hiện của cậu bé Minh Chiến ở những phút cuối, đã hoàn thiện đội hình của cặp huấn luyện viên Bảo Anh Khắc Hưng. Chúc mừng team Bảo Anh Khắc Hưng. Khắc Anh Bảo Hưng. Bánh đậu xanh quá bạn ơi. Đặt tay chú đi. Hay. May mắn nhá. Và hay ta. Hay quá nhờ. Duyên đấy. Duyên rồi. duyên. Được đấy chứ, bé được đấy. Tự tin được. Mà hát được, cũng giỏi chứ. Trông kiểu chắc là sự may mắn nhiều. Nha. Nào, hãy cùng nhìn lại 15 gương mặt đáng yêu của đội hình này chính là Kim Anh, Trường Phước, Hà Trang, Minh Nguyên, Bảo Anh, Yến Nhi, Thanh Vân, Phương Vi, Văn Minh, Thành An, Minh Chiến, Thanh Ngọc, Uyên Nhi, Minh Ngọc, Anh Khôi. Và mong là giữa huấn luyện viên và các thí sinh không còn khoảng cách nữa mà trở thành những người bạn với nhau, để tin tưởng không chỉ là giao giọng hát của mình mà giao cả những cảm xúc, những tâm tư, và đó chính là cái chất xúc tác để khiến cho cái âm nhạc của đội Bảo Anh Khắc Hưng nó trở nên nó xuất sắc nhất. Với 15 giọng hát vô cùng tiềm năng này, hy vọng đội huấn luyện viên Bảo Anh Khắc Hưng sẽ tạo nên những tiết mục đối đầu khó quên tại vòng tiếp theo. Cùng tham gia bình chọn cho cặp huấn luyện viên và thí sinh bạn yêu thích của mỗi tập thông qua ứng dụng Yolo, kênh bình chọn chính thức và duy nhất của chương trình để nhận lấy những phần thưởng hấp dẫn được trao qua ứng dụng Yolo. Thời gian bình chọn của tập 5 từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 23 tháng 10. Mọi người hãy subscribe kênh YouTube của Giọng Hát Việt Nhí để theo dõi chương trình nhé.